Việt Nam có hơn 822.690 ca mắc COVID-19. Sáng nay ngày 7 tháng 10 vẫn còn hơn 5.740 ca nặng. Đến 5 giờ sáng nay ngày 7 tháng 10, tỉnh Quảng Nam còn 77 tàu cá với 2.437 lao động đang hoạt động trên biển. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng liên tục tăng và sáng nay vàng miếng SJC cao nhất 57,7 triệu đồng trên một lượng bán ra. Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hàng chục ngàn tấn nông sản ở Lai Châu không thể xuất khẩu, nhất là chè khô, chuối. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay, mùng 7 tháng 10 năm 2021. Đồng hành cùng quý vị và các bạn, tôi Thanh Mai. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay Việt Nam có hơn 822.690 ca mắc COVID-19, trong đó 757.100 trường hợp đã khỏi bệnh. Về các bệnh nhân đang điều trị, hiện còn hơn 5.740 ca nặng. Cụ thể, từ đợt dịch đầu lần thứ tư vào 27 tháng 4 năm 2021 cho đến nay, Việt Nam ghi nhận 818.091 ca, trong đó có 751.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong khi đó, theo hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất, phiên bản 7 do Bộ Y tế ban hành ngày 6 tháng 10 có hướng dẫn cụ thể với 3 loại thuốc: thuốc kháng virus, thuốc kháng thể kháng virus, thuốc ức chế interleukin 6 trong điều trị. Với thuốc kháng virus, Bộ Y tế đã bổ sung thuốc Monopiravir. Đây là thuốc dạng viên uống nên người bệnh dễ dàng điều trị tại nhà đối với người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ và trung bình. Thưa quý vị, còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hà Nội, từ 18 giờ ngày 6 tháng 10 đến 6 giờ ngày 7 tháng 10, trên địa bàn ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID mới đều đã được cách ly. Các ca mới phân bố tại Phú Xuyên và Hoàn Kiếm thuộc hai chùm ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt và những chùm liên quan. Một ca mắc mới thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt, bệnh nhân có địa chỉ tại Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, là F1 của bệnh nhân, vào chăm mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ ngày 3 tháng 9. Đến ngày 22 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Một ca mắc mới liên quan chùm liên quan TP.HCM có địa chỉ Văn Hoàng, Phú Xuyên, bệnh nhân từ TP.HCM ngày 4 tháng 9 đã được cách ly tập trung. Ngày 21 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ tư là 4.023 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.603 ca. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó, tại TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận một bệnh nhân 26 tuổi nhiễm COVID-19 trong tình trạng ho ra máu nặng. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định điều trị can thiệp nội mạch cho bệnh nhân. Sau can thiệp, hình ảnh chụp lại cho thấy không còn chảy máu. Khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới tiếp tục điều trị. Đến ngày 6 tháng 10, tin từ Bệnh viện Nhiệt đới cho biết hiện bệnh nhân không còn ho ra máu, đã ngừng sử dụng thuốc an thần để bắt đầu hồi tỉnh. Theo các bác sĩ, ho ra máu là cấp cứu thường gặp trong nhiều bệnh lý như giãn phế quản, lao, ung thư. Nếu không được xử lý kịp thời, ho ra máu nặng có thể tử vong lên tới 50-70%. Ở bệnh nhân nhiễm COVID-19, ho ra máu rất ít gặp và ước tính chỉ khoảng 3%. Thưa quý vị, sau khi các bài viết về bệnh nhân chạy thận mùa dịch lâm vào cảnh vay nợ trả lãi, cạn kiệt túi tiền, khổ chồng khổ vì phí xét nghiệm COVID-19 được một số cơ quan báo chí đăng tải, nhiều nhà chuyên môn đã lên tiếng, đề xuất những giải pháp hỗ trợ cho bệnh nhân. Bác sĩ Hoàng Ngọc Quý, trưởng đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, từ ngày 5 tháng 10, khoa đã ngừng test sàng lọc COVID-19 cho bệnh nhi vào chạy thận và ngay sau khi có chỉ đạo từ bệnh viện. Trước đó, khoa đã liên tục tìm cách huy động các mạnh thường quân và đã tài trợ được hơn 600 test nhanh COVID-19 đưa vào sử dụng miễn phí từ ngày 4 tháng 10. Còn ở Bệnh viện An Sinh, giải pháp nơi đây đưa ra là thực hiện test nhanh COVID-19 theo mẫu gộp. Chi phí nhờ đó sẽ giảm từ 270.000 đồng một lần xuống còn 100.000 đồng một lần xét nghiệm cho bệnh nhân. Với bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, bệnh viện sẽ xem xét không cần test COVID-19 nữa.
Một đề xuất khác để giảm chi phí cho bệnh nhân chạy thận đến từ Liên chi hội lọc máu Thành phố Hồ Chí Minh, khi hội đã có thư gửi đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với đề nghị bệnh nhân test nhanh test real time PCR COVID-19 chạy thận nên được bảo hiểm y tế thanh toán. Còn bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, từ khi bắt đầu bùng phát dịch mạnh, bệnh viện đã thực hiện test nhanh COVID-19 để sàng lọc đối tượng vào khám chữa bệnh. Tuy nhiên, nơi này chỉ thu phí bệnh nhân bằng giá kit test nhanh COVID-19 nhập vào. Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị sốt nhưng chỉ lo mắc COVID-19 và cũng chỉ đi sàng lọc bệnh này. Khi mà yên tâm đi về đến nhà và đến khi về đến nhà lại sốt ly bì, chảy máu chân răng, hạ tiểu cầu, vào viện thì mới ngỡ ngàng vì mình bị sốt xuất huyết. Cụ thể, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết phải nhập viện. Đặc biệt có nhiều trường hợp nặng trên các cơ địa đặc biệt như phụ nữ có thai, bệnh nhân có bệnh nền như suy tim, suy thận, bệnh gan, phổi mãn tính. Từ cuối tháng 9, bắt đầu gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết phải nhập viện với các triệu chứng đặc trưng là sốt cao đột ngột, đau mỏi người, phát ban, hạ tiểu cầu. Đáng nói, rất nhiều bệnh nhân khi có triệu chứng khởi điểm sốt thì ngại đi khám vì ngại COVID-19, hoặc có đi khám thì chỉ vào sàng lọc COVID-19 rồi về nhà, khiến nhiều người diễn biến rất nặng ở thời điểm nhập viện điều trị. Và cũng liên quan tới nội dung trên, từ đầu năm cho đến nay, cả nước ghi nhận 50.473 ca mắc sốt xuất huyết tại 9 tỉnh thành. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc có giảm, nhưng số tử vong lại tăng lên với 18 trường hợp. Và để tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, lồng ghép với truyền thông phòng chống COVID-19 và các hoạt động khác. 18 ca tử vong do sốt xuất huyết ở các tỉnh thành như sau: Bình Phước 6 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2 ca, Đồng Nai 2 ca, Bình Dương 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Phú Yên 2 ca, Sóc Trăng 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Bình Thuận 1 ca. So với cùng kỳ năm 2020, số mắc giảm, tuy nhiên số tử vong tăng 5 trường hợp. Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc hàng năm có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực phía Nam. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát lây lan kéo dài, xác định các điểm có nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 10, tỉnh Quảng Nam còn 77 tàu cá với 2.437 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các tàu cá trên đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông báo và hướng dẫn di chuyển để phòng tránh áp thấp nhiệt đới. Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam duy trì trực 100% quân số tại các đơn vị. 150 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 tàu, 12 cano và 6 ô tô sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra. Các đồn biên phòng đã thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu cá xa bờ. Tỉnh Quảng Nam có 3.042 tàu trên 13.585 lao động. Tuy nhiên hiện 2.965 tàu trên 11.148 lao động không hoạt động, chỉ còn 77 tàu trên 2.437 lao động đang hoạt động ở trên biển. Đài canh thông tin của các đồn biên phòng phát tán các bản tin về vị trí, diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới cho các tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, ngoài áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông hiện nay, dự báo khoảng ngày 12 cho đến ngày 13 tháng 10, trên Biển Đông lại tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão. Và trong những ngày tới, một số nơi ở miền Trung thì sẽ hứng mưa trên diện rộng, có nơi lên tới 600mm trên một đợt. Đây là thông tin quan trọng được nêu tại cuộc họp khẩn cấp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra chiều ngày hôm qua, mùng 6 tháng 10 tại Hà Nội. Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có đặc điểm là hình thành trên một giải hội tụ nhiệt đới, đồng thời hệ thống mây tương đối rộng. Đây là lý do áp thấp nhiệt đới chưa vào đất liền, nhưng nhiều tỉnh Trung Trung Bộ đã xuất hiện mưa lớn. Trước những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 62.000 phương tiện với gần 280.000 lao động nghề biển biết thông tin, chủ động tránh trú áp thấp nhiệt đới. Hiện nay thì còn một số tàu thuyền đang ở vùng nguy hiểm. Chúng tôi đang tích cực đôn đốc việc kêu gọi để trú tránh. Và trong đó có một số tàu thì hiện nay đang muốn là neo dù để khi mà cơn áp thấp nhiệt đới này nó qua đi lại tiếp tục sản xuất. Thì
Với cái giải pháp này thì chỉ có thể đảm bảo được khi mà các cái đợt gió mùa ở cái phạm vi là cấp 4, cấp 5. Còn đối với những cái áp thấp nhiệt đới và bão hoặc là dông lốc trong bão thì rất mất an toàn. Vì vậy tôi đã yêu cầu là tất cả các phương tiện đều phải thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc là vào nơi trú tránh an toàn. Và chỉ trong những trường hợp không thể vận hành được thì mới thả neo dù. Nhưng chúng ta phải sơ tán dân ra khỏi những cái tàu thuyền này. Bởi vì không chỉ cơn áp thấp nhiệt đới có nguy cơ hình thành bão này, và tiếp theo đó lại tiếp tục có một cái cơn sau đây khoảng cơ một tuần. Vì vậy là chúng ta phải rất quyết liệt. Tại khu vực đất liền, các địa phương cũng cần lưu ý mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở. Ngoài ra cần bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm đê sung yếu, vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống các hồ chứa trong đợt thiên tai này. Ngoài cơn áp thấp nhiệt đới này, dự báo khoảng ngày 12-13 tháng 10, trên Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mới. Do đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán hơn 290.000 người dân tại các khu vực nguy hiểm do thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Xin được chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 10 năm 2021 sẽ chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện có mã QR code được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp thông qua đơn vị đầu mối đối với xe vận tải hàng hóa. Theo đó sẽ chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện có mã QR đã được Sở này cấp thông qua đơn vị đầu mối đối với xe vận tải hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ đi đến lưu thông qua Thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị vận tải có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh đi đến và lưu thông qua Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thực hiện việc khai báo và đăng ký nhận giấy nhận diện có mã QR tại địa chỉ vantai.drvn.gov.vn. Theo hướng dẫn tại công văn 6102 ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và theo hướng dẫn tại công văn số 10242 ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Đối với các xe tải chở hàng hóa hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tuân thủ theo hướng dẫn tại công văn số 10399 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Đối với các giấy nhận diện có mã QR được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp thông qua các đơn vị đầu mối cho các phương tiện vận tải để vận chuyển công nhân, chuyên gia và lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch có lộ trình lưu thông trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sử dụng cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, dù tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam bước đầu đã được kiểm soát, tuy nhiên những ngày gần đây, hàng nghìn lao động đã tiếp tục di chuyển bằng xe máy về các tỉnh phía Bắc, trải qua quãng đường gần 2.000 cây số với nhiều hiểm nguy. Người dân thì lúc này được về quê nhà là một niềm hạnh phúc, dù cuộc sống ở phía trước còn không ít những khó khăn. Sau 5 ngày di chuyển với quãng đường gần 2.000 cây số, vợ chồng anh Giang Xeo Diêu cùng con nhỏ 1 tuổi đã về đến cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Dù phải di chuyển thêm gần 300 cây số nữa mới về đến Sơn La, nhưng với anh, quê hương cùng người thân dường như đã ở rất gần. Có con nhỏ đi cùng rồi, con nhỏ đói thì cho con nhỏ. Không chỉ gia đình anh Diêu, hàng ngàn người dân khác cũng không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết khi vừa trải qua hành trình đầy gian nan. Hơn 5 tháng chống chọi với dịch bệnh, không việc làm, không thu nhập. Với những lao động này, trở về quê nhà là niềm hạnh phúc nhất trong lúc này. Dù biết phía trước còn không ít khó khăn. Công ty nó nghỉ việc hết rồi thì mình làm không đi làm việc được thì mình không có tiền để về ăn với để dạng tìm phòng trọ. Dạ. Thì mình đòi bảo không thế là công ty không làm thì mình đòi về xong là về nhà cái đi đủ thì mình còn đi kém rồi mình ăn ở nhà thì nó dễ hơn ạ. Đi từ dưới lên đây một quãng đường rất là xa nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn đi đường mưa. Với lại đường rất là xa. Có lúc thì không may mắn vì xe nó thẳng xăng thì không hoặc là hết xăng mà không có xăng đâu cũng khó khăn như đấy, nhưng mà cũng may là cũng có các cán bộ quan nó giúp đỡ những xe nào mà nó hỏng nhấc lên để chở là người về. Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A, đầu cầu rẽ thuộc địa phận huyện Phú Xuyên,
Tối qua, hơn 500 xe máy cùng hàng nghìn người dân đã được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo và sàng lọc xét nghiệm COVID-19 và phát đồ ăn. Sau thời gian nghỉ ngơi, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã sử dụng xe dẫn đường đưa người dân di chuyển qua trung tâm thành phố ra quốc lộ 32 về phía cầu Trung Hà để tiếp tục di chuyển về các tỉnh miền núi phía Bắc. Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng cho biết, trong chiều nay tiếp tục tổ chức đón và hướng dẫn cho đoàn người gồm 200 xe máy từ phía Nam ra. Sau khi được đưa ra khỏi địa bàn thủ đô, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bàn giao cho các địa phương để có phương án đón đưa người dân di chuyển về quê an toàn. Sáng nay ngày 7 tháng 10, giá vàng thế giới ở mức 1.760,68 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng khởi sắc bất chấp sức mạnh của đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng. Giá vàng SJC tại hệ thống trong nước liên tục tăng kể từ đầu tuần. Vàng miếng SJC cao nhất 57,7 triệu đồng trên một lượng bán ra. Theo đó, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 56,8 cho tới 57,52 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC ở mức 50,6 cho đến 514 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng so với phiên bản trước. Còn tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng ở mức 56,7 đến 57,6 triệu đồng mua vào bán ra, giữ nguyên chênh lệch mua vào giữa bán ra là 900.000 đồng trên một lượng. Thưa quý vị và các bạn, còn theo Tổng cục Hải quan, vào tháng 9 năm 2021, xuất khẩu thủy sản Việt Nam ước đạt 129.000 tấn với kim ngạch đạt khoảng 600 triệu đô la Mỹ, giảm 34,3% về lượng và giảm 27,39% về giá trị so với cùng kỳ của năm ngoái. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sụt giảm mạnh so với cùng kỳ của năm trước. Theo đó, nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do tác động xấu từ dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài phía Nam từ nhiều tháng qua, khiến hoạt động chế biến và xuất khẩu của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tổng 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản Việt Nam ước đạt 1.418 triệu tấn, tăng 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc những tháng cuối năm sẽ tăng cao. Đây là những thị trường tiềm năng cho xuất khẩu tôm trong thời gian tới. Trong tháng 10 và trung tuần tháng 11 sẽ là thời điểm xuất khẩu tôm tới những thị trường lớn mạnh. Nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu cá tra của Trung Quốc, Australia và ASEAN có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 ở trong nước đang gây nhiều khó khăn cho chế biến và xuất khẩu cá tra trong thời gian tới. Trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp kéo dài khiến cho những thị trường tiêu thụ lớn của cam Hàm Yên như Hà Nội hay các tỉnh phía Nam sụt giảm về sức mua, khó khăn trong vận chuyển. Tuy nhiên, thì ngay trong mùa năm 2021 sẽ có khoảng 1.000 tấn cam Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống bưu cục của Bưu điện và Sàn Thương mại Điện tử. Toàn huyện Hàm Yên hiện có hơn 7.000 hecta trồng cam với sản lượng dự kiến đạt trên 80.000 tấn. Nhận định thị trường tiêu thụ cam nhiều khả năng gặp khó khăn, ngay từ những ngày đầu tháng 9 khi chưa vào vụ thu hoạch, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch đánh giá thực trạng tiêu thụ nhằm hỗ trợ người nông dân đưa cam đến với người tiêu dùng ở các tỉnh khác cũng như lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Sự vào cuộc nhanh chóng cùng kinh nghiệm đã có trong việc hỗ trợ các tỉnh khác tiêu thụ nông sản trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ hơn 1.000 tấn cam Hàm Yên trong vụ mùa năm nay. Qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, tránh ùn ứ nông sản khi vào cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá. Còn tại Lai Châu, thời gian qua, do ảnh hưởng diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 cùng với sự biến động về chính trị của một số nước là những nước bạn truyền thống đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các sản phẩm chuối và chè khô. Và trước những khó khăn đó thì chúng ta cần có những giải pháp về tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Hiện tỉnh Lai Châu có trên 8.460 hectare chè, với sản lượng chè khô chế biến hàng năm đạt trên 10.000 tấn. Thị trường tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu sang Afghanistan, Đài Loan và một số nước Trung Đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giá cước vận chuyển quốc tế tăng cao, tình hình chính trị tại Afghanistan có sự biến động, khách hàng hoãn thời gian giao hàng hoặc hủy đơn hàng đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu chè. Mặt khác, thị trường tiêu thụ trong nước của sản phẩm chè Lai Châu còn hạn chế, dẫn đến số lượng chè khô chế biến tồn kho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 là trên 2.800 tấn,
và lượng chè khô dự kiến sản xuất trong 4 tháng cuối năm 2021 là khoảng 3.400 tấn. Như vậy, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chè khô của tỉnh Lai Châu trong các tháng cuối năm 2021 là khoảng trên 6.200 tấn. Cho vay vốn trong thời gian ngắn hạn để chúng tôi có thể là có cái nguồn tài chính để có thể vẫn tổ chức bao tiêu được bình ổn giá cho bà con nhân dân, và chúng tôi để có thể là chi trả tiền cho bà con nhân dân để có thể là giữa hai bên doanh nghiệp vẫn tổ chức sản xuất được và bà con nhân dân là không gặp khó khăn trong lúc này. Đối với mặt hàng quả chuối, hiện cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu, phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ ngày 23 tháng 7 năm 2021 do cửa khẩu Kim Thủy Hà chưa được chỉ định là cửa khẩu được nhập khẩu các mặt hàng trái cây, rau quả tươi, lương thực và thủy sản của Việt Nam, nên ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sản phẩm quả chuối. Đáng nói, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm quả chuối của tỉnh Lai Châu trong các tháng cuối năm 2021 là trên 13.200 tấn. Nếu cửa khẩu phía nước bạn, khu vực Kim Thủy Hà và bên nước ta là cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa được mở trở lại, thì việc xuất khẩu chuối cũng gây không ít khó khăn cho người dân, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu chuối trên địa bàn huyện Phong Thổ. Bây giờ giá là được bao nhiêu? Chỉ có 1 đồng thôi, 1 đồng, 2 đồng. Chuối đẹp mới được 2 đồng. Trước kia là 4 đồng, 5 đồng. Do đâu mà cái giá cả đấy nó thấp xuống như thế? Dịch, mùa dịch. Chỉ mong muốn là người ta mở cửa khẩu để cho bọn em làm ăn nó dễ dàng hơn. Ngoài những mặt hàng bị ứ đọng nêu trên, thì hiện còn một số mặt hàng nông sản có sản lượng lớn như thảo quả, chanh leo, sơn tra, nghệ tươi, chưa có trong danh mục hàng hóa xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, nên khó khăn trong việc xuất khẩu. Lượng hàng dồn lại lên đến 220 tấn thảo quả, 550 tấn dương quy, 15 tấn cá hồi, cá tầm và 226 tấn các sản phẩm khác. Tiếp tục triển khai các hoạt động để xúc tiến thương mại, để đẩy mạnh cái việc mà tiêu thụ các sản phẩm nông sản cho các cái đơn vị sản xuất cũng như là các cái nhân dân trên địa bàn qua các cái kênh phân phối, kênh bán hàng truyền thống cũng như là cái kênh thương mại điện tử hiện nay. Cùng với việc tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu của các cơ quan quản lý nhà nước, thì đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè, chuối nói riêng và các doanh nghiệp chế biến nông sản nói chung cũng cần có sự chủ động trong việc sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường và chú trọng đầu tư vào thâm canh vùng nguyên liệu chất lượng cao, mục tiêu đưa nông sản chè và các nông sản khác vào các thị trường khó tính, chú trọng hướng đến thị trường nội địa. Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều phương tiện tàu cá vi phạm về khai thác thủy sản. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang đã phối hợp thực hiện được 46 cuộc thanh kiểm tra, kiểm soát nghề cá, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 129 vụ với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi đưa tàu cá hoạt động khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài, đã tiến hành xử lý 5 vụ với 6 tàu cá, tổng số tiền phạt hơn 4,8 tỷ đồng, tịch thu 6 tàu. Mặt khác, Kiên Giang còn xử lý nhiều phương tiện sử dụng sung điện để khai thác thủy sản, các phương tiện làm nghề cấm khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, các phương tiện hoạt động khai thác không đăng ký, đăng kiểm, không giấy phép khai thác và các phương tiện hoạt động khai thác sai vùng, sai nghề. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị nới lỏng giãn cách, cho phép siêu thị và chợ truyền thống hoạt động có điều kiện để thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, cũng có nhiều tình trạng chợ tự phát tự ý hoạt động, tổ chức mua bán chưa đúng với hướng dẫn quy định phòng chống dịch, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một đoạn đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Ở đây có đủ thứ như ở chợ dân sinh, từ thịt, cá, rau củ quả cho tới gạo, đồ khô. Tiểu thương không kiểm tra thẻ xanh của khách hàng, khoảng cách tối thiểu cũng không được đảm bảo. Người mua, người bán tự do, không theo bất cứ hướng dẫn và kiểm soát nào. Chợ tự phát này nhộn nhịp người mua bán như lúc chưa có dịch bệnh. Nhà mình đây thì là ở bên quận 12,
Tại nghỉ 4 tháng nay rồi thì cũng kinh tế thì cũng khó khăn. Bây giờ thấy người ta bán thì mình cũng bán thôi. Chứ còn kinh tế ở nhà mấy tháng rồi cũng không có tiền xài thì giờ thì ra chợ buôn bán thôi. Người ta không cho bán thì lại nghỉ thôi. Cuộc sống mà mình cũng ai mà muốn lăn lộn với dịch đâu. Do khổ quá vì chạy ra bán thôi. Một mình chị mà nuôi 4 đứa con phải lo chứ. Ngay đối diện một chốt bảo vệ dân phố trên đường Phan Văn Trị, hàng chục sạp hàng tự phát cũng đang hoạt động sôi nổi như thế này. Theo các tiểu thương, từ ngày bán lại, lượng khách tới mua rất đông. Các tiểu thương đều biết chợ tự phát không được hoạt động, nhưng vì mưu sinh, họ chấp nhận bán được ngày nào hay ngày đó để kiếm đồng ra đồng vào chi tiêu cho gia đình. Trước thì ở nhà thì vẫn phải đi mua đồ online đấy. Bây giờ thì ra thành phố cho đi rồi thì mình chỉ đi gọi là ăn trong ngày thôi. Chứ để lâu quá đồ nó cũng không được ngon. Khó khăn dịch giã như thế này thì cũng phải cho người dân người ta kiếm một tí. Lượng khách rất đông, rất bán được. Người ta rất mừng luôn. Người ta ra chợ người ta vui lắm. Người ta thích hơn rất là nhiều. Đồ rau nó tươi, cái gì cũng tươi, nó thích hơn. Chứ còn trong siêu thị chen đông người, dịch bệnh người ta không có vô. Công an mới đi dẹp này chạy hot quá trời luôn. Là biết là lúc này bán công an tới bán, nhưng mà giờ đói ở nhà không có ăn là phải đi thôi. Ở cũng khổ lắm. Chạy được thì là tốt, và không chạy được thì công an hot thế này hết cả vốn luôn. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách thì tình trạng chợ tự phát tổ chức mua bán xuất hiện khá nhiều. Các chợ này không đảm bảo tiêu chí phòng chống dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống gặp nhiều khó khăn sau thời gian dài siết chặt giãn cách, việc người dân tìm cách mưu sinh là điều khó tránh khỏi. Lúc này, cơ quan chức năng cần có những quy định hướng dẫn rõ ràng đối với các chợ tự phát để kiểm soát an toàn dịch bệnh, vì thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là tâm dịch COVID-19. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến trưa ngày 6 tháng 10, trên toàn địa bàn thành phố đã có 2 triệu người được nhận hỗ trợ đợt 3. Số người được nhận hỗ trợ chiếm gần 36% trong tổng số gần 5,65 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phê duyệt thẩm định danh sách chi hỗ trợ. Danh sách gần 5,65 triệu người này đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung cập nhật lên app để các địa phương cập nhật tiến độ, giám sát việc chi hỗ trợ. Trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận tiếp tục là địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ cao nhất với tỷ lệ là 95,6%, với hơn 90.200 người đã được nhận hỗ trợ trong tổng số gần 94.300 người được lập danh sách. Tiếp đó là các quận, quận 1 đạt 90%, quận 3, quận 5, quận 10 cùng đạt 87%. Trong khi đó, huyện Bình Chánh chỉ đạt 16%, thành phố Thủ Đức 10% và quận 8 là 6%. Đây là 3 địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ đạt thấp nhất. Trong đợt 3, thành phố Hồ Chí Minh dành nguồn ngân sách là 7.347 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ cho hơn 7,3 triệu người có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Mỗi người được nhận 1 triệu đồng, không phân biệt là thường trú hay tạm trú hoặc lưu trú. Đến nay, sau 6 ngày thực hiện, thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ được hơn 2 triệu người. Và cũng liên quan tới nội dung trên, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết do các doanh nghiệp lữ hành và điểm du lịch cũng chịu thiệt hại nặng trong dịch COVID-19 khi thị trường khách quốc tế đóng băng, thị trường khách nội địa từ đầu năm đến nay thì cũng chỉ đón được trong tháng 1 và tháng 4, còn lại thì cũng ngủ đông vì giãn cách xã hội, phòng chống dịch. Do đó, các doanh nghiệp du lịch và các điểm du lịch thì cũng vừa kiến nghị lên Bộ Công Thương mong được giảm giá điện cho đợt 3 như cơ sở lưu trú du lịch. Đến nay đã có 1.250 trên 5.000 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ giảm giá bán điện đợt 1 và đợt 2 theo quy định của Bộ Công Thương và nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời có thêm 1.690 trên 5.000 cơ sở lưu trú được hỗ trợ bán giảm giá điện bán đợt 3. Và từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 9 năm 2021, có tổng cộng 190 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã rút giấy phép, trong đó có 171 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, khi phân khúc này ngừng đón khách trong gần 2 năm nay. Và trong suốt quý 3 của năm 2021, các doanh nghiệp lữ hành trên thì cũng ở trên địa bàn tiếp tục phải ngừng đón khách vì giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.